Mời các bạn cùng thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi đá Hà Giang. Nơi đây là một trong những địa điểm sản sinh ra rất nhiều những phôi xếu hay còn gọi là cơm nguội. Trước mắt các bạn là một phôi xếu kẹp đá mà cháu chuẩn bị rời đất Hà Giang trở về quê Ba Vì để tiếp tục rèn luyện. Sống thì sống rồi, nhưng sống như thế nào, có nên người hay không? Xin phép hẹn các bạn câu hỏi này sau 5 năm nữa được trả lời. Vâng, trước khi đến với cái thực hành ươm mủ một cái phôi xếu thì mời các bạn cùng theo dõi. Đây là cái kết quả của tôi. Hôm nay tôi sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là một phôi xếu không có rễ các bạn nhé. Đây là một phôi xếu không có rễ. Tôi đã tiến hành là ủ cát. Đấy, và đây là cái kết quả cụ thể. Ở điểm này thì các bạn sẽ nhìn ra rõ hơn. Đây, toàn bộ mầm đã bật, mầm đã phát, phải không ạ? Và toàn bộ bên này là cũng đang nhú mầm để phát. Và đây là toàn bộ cát cát không các bạn nhé, toàn bộ cát không, toàn bộ cát không. Ở trên tôi phủ rơm cho cái phôi này. Đây là một cái cách ươm mủ, và tôi ươm đúng vào cái thời tiết mùa đông lạnh giá. Thì đây là cái kết quả thực tế để chứng minh về mặt lý thuyết chúng ta nói với nhau đó là gì. Đó là đối với cây sếu mà không có rễ, tức là phôi xếu không có rễ, thì chúng ta ươm mủ bằng cát nguyên chất, sau đó chúng ta ủ và che. Thì ở đây tôi cũng không che, mà tôi sử dụng đó là bằng việc tôi tiến hành là phủ rơm bên trên. Thì bây giờ thì mời các bạn chuyển sang một cái kết quả cụ thể thứ hai để chúng ta cùng rõ hơn nữa về cái cách ươm mủ phôi xếu này. Đây là một cái phôi xếu có rễ các bạn nhé. Tôi lấy cái phôi xếu này của anh Tú Lê. Và bây giờ thì các bạn có thể xem trực tiếp cái sức sống của nó. Đây, cành mầm ra đây. Và ở đây thì các bạn có thể nhận thấy là tôi sử dụng trực tiếp cái nguyên liệu là trấu và đất để trồng cái cây này. Đây, các bạn có thể thấy rõ ràng là sức sống rất là mạnh liệt. Thế như vậy thì nói với các bạn, đó là việc mà chúng ta biết cái đặc tính của cây sếu thì chúng ta cũng sẽ có cách xử lý và khắc phục nó, giúp nó phát triển. Đối với sếu thì cái đặc điểm của nó chính là việc mà là sống rất là khỏe, đặc biệt là phát triển vào thời tiết mùa đông lạnh. Việc bo sẹo của sếu cũng rất là nhanh. Đây là một trong những cái đặc tính của nó. Vì thế cho nên là việc mà chúng ta trồng trực tiếp hoặc chúng ta ươm mủ thì phụ thuộc vào từng phôi một để chúng ta tiến hành có cái phương án xử lý tốt nhất cho mình. Và tôi khẳng định với các bạn luôn là dòng sếu này dễ sống hơn dòng ruối rất là nhiều các bạn nhé. Khi sếu đã lên là sống, kể cả là phôi sếu không dễ. Thế nhưng nếu như mà đối với dòng ruối thì lại chưa biết chừng. Đây các bạn có thể thấy là do nhà thiếu thùng xốp này, tôi tiến hành trồng luôn cả cái cây ruối trực tiếp đây, cũng đã bắn mầm các bạn nhé. Đây là một trong những cái ví dụ cụ thể để chứng minh với các bạn, đó là việc mà phôi sếu rất dễ sống. Điều quan trọng là chúng ta làm đúng kỹ thuật. Và bây giờ thì mời các bạn quay trở lại cái nội dung chính, đó là tôi tiến hành thực hành ươm ủ một phôi ruối, à phôi sếu, xin lỗi các bạn. Vâng, từ đỉnh núi cao Tròn Von theo những chuyến xe cháu về Ba Vì. Và có lẽ rằng là đối với cái thế dáng như thế này thì các bạn cũng dễ dàng nhận thấy cái điểm yếu của cây, đó là cái phần nhè đá có những điểm không hợp lý so với tổng thể của cây. Hay nói một cách khác là nếu như để dáng trực như thế này thì sẽ là một điểm rất là khó khăn khi tạo tác. Vâng, có lẽ đây cũng sẽ là một cái hướng mà tôi sẽ lựa chọn theo kiểu dáng rừng trên thân, vì nó có những cái nu nần
Và đặc biệt là nó có những điểm nhảy đá rất là hợp lý. Vậy thì bây giờ tôi cùng các bạn sẽ tiến hành đi chỉnh sửa cái phôi sếu này. Và sau đó thì tôi sẽ tiến hành ươm mủ trực tiếp. Vâng, sau khi xử lý các cái điểm cắt xong thì chúng ta vẫn tiến hành bôi keo bình thường các bạn nhé. Bôi keo ở đây là chúng ta bảo đảm được cái việc là tránh cái sâu bọ xâm nhập vào những cái chỗ vết thương này của cây. Đồng thời là chúng ta tránh cái hiện tượng mất nước cho cây. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thực hiện. Không thì cũng được nhưng mà cái tỷ lệ an toàn nó không cao. Bởi vì cái gì tốt nhất cho phôi thì chúng ta nên thực hiện để tạo điều kiện tốt nhất khi phôi bị bứt ra khỏi cái môi trường sống ban đầu và cái bộ rễ ban đầu của cây. Đối với chất trồng phôi sếu khi có rễ các bạn nhé, thì chúng ta cứ quen gọi với nhau đó là trồng trực tiếp. Vậy thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy trấu rất là nhiều, vá đất, phải không ạ? Vá đất. Thế thì vấn đề của chúng ta ở đây sẽ là trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đây tôi làm cụ thể để các bạn cùng theo dõi. Đó, chúng ta trộn đều. Khi đặt cây như thế này
thì các bạn phải chú ý đến cái điểm rễ tơ của cây để tránh hiện tượng là dập gãy, và đồng thời là chúng ta cố gắng đặt làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho cái rễ nó sẵn có, nó có cái điều kiện phát triển tốt nhất. Và sau đó thì như các bạn đã nhìn thấy là tôi đang thực hiện cái động tác đó là tưới ẩm cho phôi, tưới ẩm toàn thân phôi, đồng thời là tưới ẩm đặc biệt vào chỗ cái bộ rễ, để một là bổ sung cái lượng nước mà phôi đã bị mất trong cái quá trình vận chuyển, và đồng thời là giúp cho những cái rễ còn lại như các bạn đã nhìn thấy lúc trước ấy, là nó có cái điều kiện phục hồi và phát triển một cách nhanh nhất, nhanh chóng giúp phôi phát triển một cách ổn định để nảy những cái đợt mầm mới. Vâng, và đây là cái hình ảnh cuối cùng khi tôi đã thực hiện xong các cái bước trồng ươm ủ đối với lại một cái phôi xếu, xin được gửi lại tới các bạn. Và đặc biệt là trong cái quá trình thực hiện có những cái điểm nào về mặt yếu tố kỹ thuật, rất mong được các bạn tiếp tục cho cái đánh giá nhận xét để làm sao phát triển cái cây xếu của Việt Nam nó đạt về chất lượng và đạt về tính mỹ thuật đối với lại dòng cây xếu của Tàu. Nghệ thuật là sự vô tận vô hạn, chúng ta không so sánh. Thế nhưng bằng sức sáng tạo của con người Việt Nam, và đặc biệt là bằng những cái nghệ nhân Việt Nam đã tạo ra rất nhiều tác phẩm rồi, thì tôi khẳng định rằng chúng ta cũng sẽ làm được. Chúc các bạn làm tốt và thực hiện tốt đối với những cái phôi xếu của mình. Cảm ơn các bạn đã đến với YouTube Cây Cảnh Phú Quảng. Rất mong được sự đóng góp của các bạn giúp cho YouTube Cây Cảnh Phú Quảng ngày càng hoàn thiện hơn kênh của mình, và đặc biệt đối với kiến thức về dòng xếu mà chúng ta hay gọi là cây cơm nguội. Trân trọng cảm ơn các bạn.